thấy ông nội Tịnh Thất Bồng Lai từng tuyên bố sẽ cho cô gái dám nhận là vợ ông số tiền đến 1 tỷ đồng. Nếu có một cô gái nào trong nước Việt Nam này hoặc một cô gái nào ngoài nước Việt Nam, Mỹ, Pháp, Đức, Úc, bên nước nào cũng được mà dám đưa tay như vậy nè, đó tôi từng là vợ ông Lê Tùng Vân, đừng nói tôi từng là vợ thôi, chưa nói tôi biết cái chỗ đó nó làm sao, thì tôi Lê Tùng Vân là tôi nè sẽ thưởng cho cô đó 100 triệu đồng tiền Việt Nam hay là 1 tỷ đồng tiền Việt Nam. Còn cái việc mới đây, dân mạng đang truyền tay nhau lại đoạn clip ông Lê Tùng Vân rành mạch nói về chuyện thưởng số tiền lớn cho bất kỳ cô gái nào dám nhận là vợ của ông. Vụ việc ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai, tên gọi khác là Thiền Am bên bờ vũ trụ, bị anh Lê Thanh Minh Tùng, tự xưng là con ruột của ông Lê Tùng Vân, tố cáo ông này có nhiều hành vi sai trái, lợi dụng các trẻ nhỏ để trục lợi, đã khiến dư luận không khỏi xôn xao bàn tán những ngày qua. Ngay sau đó, nhiều sự việc, nhiều phát ngôn của ông Lê Tùng Vân trước đó bất ngờ được dân mạng đào lại và chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Mới đây, dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ông Lê Tùng Vân rành mạch nói về chuyện thưởng số tiền lớn cho bất kỳ cô gái nào dám nhận là vợ của ông. Nếu có một cô gái nào trong nước Việt Nam này, hoặc một cô gái nào ngoài nước Việt Nam như Mỹ, Pháp, Đức, Úc, bên nước nào cũng được mà dám đưa tay lên nói tôi từng là vợ ông Lê Tùng Vân thì Lê Tùng Vân tôi sẽ thưởng cho cô đó 100 triệu đồng tiền Việt Nam hay là 1 tỷ đồng tiền Việt Nam, ông Lê Tùng Vân nói trong clip. Được biết, đoạn clip này được đăng tải trên một kênh YouTube từ cuối năm 2019 với tựa đề Bị tố 7 vợ, nhiều con cháu, thầy Lê Tùng Vân nói lời đanh thép. Hiện, đoạn clip này vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trước đó, ông Lê Tùng Vân từng khẳng định bản thân tu hành cả đời, không vợ không con. Ông phủ nhận việc có quan hệ huyết thống với anh Lê Thanh Minh Tùng. Trong khi đó, mới đây, anh Lê Thanh Minh Tùng tiếp tục có những tiết lộ về gia đình. Theo đó, người này cho hay bản thân lúc nhỏ thường bị ám ảnh với những trận đòn roi của cha ruột, cũng chính là ông Lê Tùng Vân. Lúc nhỏ, nhà tôi rất khá giả. Tôi thường trộm tiền của mẹ để cho những đứa bạn khó khăn trong lớp. Mẹ tôi rất phiền lòng về chuyện này và thường đem nói lại với ông Vân. Mặt khác, tôi đã kể những chuyện trai gái bất chính của ông Vân cho bạn bè nghe. Mỗi lần như thế, ông ấy chút những trận đòn roi lên tôi. Theo lời Lê Thanh Minh Tùng thì ông Lê Tùng Vân có nhiều mối quan hệ trai gái bất chính bên ngoài. Bên cạnh đó, ông cũng thường xuyên sử dụng bạo lực với Lê Thanh Minh Tùng thuở còn nhỏ. Thời niên thiếu, tôi bị ám ảnh bởi bạo lực và những cảnh trai gái của cha mình. Đó là ông Vân. Ông thường qua lại với nhiều phụ nữ. Trong lòng tôi lúc nào cũng nuôi lòng căm hận, muốn một ngày nào đó sẽ phản kháng lại. Hiện những chia sẻ của Lê Thanh Minh Tùng cùng những câu chuyện xung quanh Tịnh Thất Bồng Lai đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.